Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái chủ đề, đó là thiết kế nông vô. Thì đây là một cái chủ đề mà thực sự là nó, nếu mà nói về công sức để vẽ ra một cái logo thì nó rất là nhanh, bởi vì nó chỉ qua cái công đoạn là chúng ta làm một inlook thôi. Và tất nhiên là logo thì không bao giờ thiết kế bằng Photoshop nhé, nguyên tắc. Bởi vì nếu mà bạn làm trên Photoshop thì bạn làm ra in ấn rồi những cái ấn phẩm, khi các bạn làm logo biển 3D rồi logo biển đồng, logo biển Meca rồi logo đấy, thì chúng ta sẽ thi công không làm được. Bởi vì nguyên tắc của chúng ta là phải là vector, bởi vì nó sẽ phải liên quan đến cắt CNC này. Cắt CNC này, những cái logo bằng đồng bên ngoài đấy, các bạn phải làm được điều đó. Và thứ hai thì logo thì là một trong những cái mà ở học viện của mình thì rất là yếu, bởi vì từ trước giờ thì mọi người cứ nghĩ rằng là khi vào đây là chúng ta luyện tool. Học chủ yếu là học về công cụ là chính, chứ không phải học có tư duy. Nhưng mà thực sự nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ địch lại được tất cả những cái bạn ở trường, các trường nghệ thuật được. Hồi xưa mình cứ nghĩ rằng trường nghệ thuật là người ta chỉ thiên về nghệ thuật thôi, người ta không có tool, nhưng bây giờ thực sự là người ta đã tool kinh lắm rồi. Người ta học mà máy rất tốt rồi, bây giờ mình cũng không có tư duy nữa, thì người ta mình lấy gì ra mà để chiến đấu người ta, để khi mình chi nộp hồ sơ vào công ty thì mình sẽ lấy cái gì ra để mà cạnh tranh được với người ta được. Nên chắc chắn là chính vậy mà nó sinh ra cái chuyện là các bạn phải tập luyện với một chút xíu vẽ tay. Tất nhiên cái vẽ tay đấy thầy cũng không, thực sự là thầy cũng không kỳ vọng là các bạn ra vẽ bông hoa nó giống quá là nhiều bông hoa, mà tìm ra cái điểm đặc điểm là mình phải cách điệu và ra cái biểu trưng của bông hoa đấy mới thực sự là chúng ta mới học về cái phần vẽ tay lần này nhé các bạn nhớ nhá. Chứ còn thực ra nói thật cho các bạn biết là sau này cũng chả ai đi thuê các bạn đi vẽ một cái khối để kiếm được tiền, đúng không ạ? Nhưng vấn đề là để cách điệu từ một bông hoa, để muốn cách điệu thì nó vẫn phải đi từ những cái bước cơ bản, đó là từ cái này đến cái kia, nhưng nó ở mức độ thôi. Sau đó thì chúng ta phải luyện cách là tư duy làm sao để làm ra một cái logo. Thì các bạn nhìn này, sau khi cái logo nó chính là cái tờ giấy khai sinh cho một công ty. Bạn đặt tên cho công ty giống như hồi xưa chúng ta có một cái tên đấy. Thì cái tên đấy nếu mà chúng ta làm được rồi thì chúng ta sẽ làm được tất cả những phần còn lại. Ví dụ như làm logo rồi chúng ta sẽ làm nhận diện thương hiệu cho người ta. Còn nếu mà chúng ta không có logo thì chúng ta cũng chả làm được cái gì cả, đúng không ạ? Và phần thứ hai là tất cả những cái người mà người ta làm được logo đầu tiên rồi thì người ta sẽ làm được cái công đoạn thứ hai. Còn nếu mà trừ trường hợp mà người ta không làm được công đoạn thứ hai thì bạn mới làm công đoạn thứ hai, thì thực sự là mình muốn là trở thành người làm ra cái giá trị đầu tiên là đặt tên thương hiệu cho công ty đấy, thì chúng ta mới có giá trị là chúng ta có khách hàng. Ok, thì để muốn làm logo thì việc đầu tiên để trên thị trường các bạn sẽ phải có những cái câu hỏi như sau. Thứ nhất là trước khi gặp người khách hàng thì mình phải hiểu về tư duy. Tư duy là tư duy câu hỏi này. Và anh ơi cho em hỏi là cái công ty anh làm ngành nghề gì? Bởi vì logo nếu mà bạn làm ra mà không có đặc thù về ngành nghề thì nói thật cho bạn biết cái tín hiệu nhận diện nó cực kỳ yếu. Ví dụ tôi làm về bất động sản chẳng hạn thì các bạn thấy là những cái ngôi nhà sẽ được xuất hiện trong cái từ đó mà. Đấy thì tất nhiên logo phải có đặc điểm chung. Nhớ nhá, phải có đặc điểm chung. Ok, khi mà chúng ta làm về thời trang thì logo nó sẽ xuất hiện những biểu tượng như là cái móc quần áo này, rồi mannequin này, xong cái máy may này, xong cái quần áo như nào đó, cái mũ những cái thứ, đúng không ạ? Thì đấy là những cái vấn đề về thời trang các bạn có thể chọn như vậy. Nhưng nếu mà làm ở biểu tượng như vậy thì nó chỉ tồn tại dưới dạng cửa hàng thôi. Ví dụ bây giờ tôi làm về giày cho phụ nữ, tôi bán giày, một công ty về bán giày, nhưng mà bây giờ nhãn may công ty tôi phát triển quá, tôi muốn bán thêm cái đồng hồ và bán thêm cái túi sách thì sao, tính ra phải nhãn logo để vẽ thêm cái túi sách và đồng hồ vào ạ? Thì nó vô lý. Nên chính vậy mà cái biểu tượng làm cho logo nó phải có một cái hình thù, nếu mà phát triển ở dạng công ty thì nó sẽ mang tính chất trừu tượng hơn, nhưng nó luôn luôn phải mang tính chất là nó vẫn đẹp và nó có thể ấn phẩm vào tất cả các. Ví dụ như các bạn nhìn cái đồng hồ Senco không ạ? Đấy, nhìn cái logo Senco chưa? Nhưng thực chất bản chất nhá, nhìn đâu có ra đồng hồ đâu, đúng không? Nhưng nó vẫn đẹp và cái đấy có thể bán thêm nhiều thứ khác được đấy nhá. Ok, phần thứ hai là khi bạn làm về logo, chúng ta chốt lại là phải có đặc điểm chung của ngành nghề này. Phần thứ hai chúng ta phải có giá trị, đó là màu sắc cho cái ngành nghề đó là cái gì. Màu sắc ngành nghề thì chúng ta phải gắn liền với độ tuổi của người ta. Ví dụ tôi sinh năm 1982 thì cái màu của tôi sẽ là màu gì theo quy luật tương sinh tương khắc. Quy luật tương sinh tương khắc thì ví dụ như thầy là mình thủy thì tất nhiên sẽ hợp với mệnh kim, kim sinh ra thủy mà, đúng không? Thì chúng ta sẽ thiên về màu vàng và màu trắng. Còn màu mệnh của mệnh thủy nên nó rơi tầm khoảng đó là màu xanh nam đậm
và màu đen. Nhưng người ta sẽ ưu tiên những cái màu tương sinh ra, có nghĩa là làm cho người ta mạnh lên. Ví dụ mệnh hỏa thì người ta rất thích chơi những cái mệnh mộc, bởi vì là mộc thì làm cho hỏa người ta vượng lên, người ta mạnh lên. Em thấy là nửa mà to thì cũng trừ khi là người ta cho củi nhiều vào đốt nhiều thì nó mới to được, chứ bây giờ hỏa thì bình thường làm sao mà to được, đúng không ạ? Các bạn hiểu cái nguyên tắc đấy rồi. Sau khi làm xong, chúng ta lại hỏi tiếp thêm một khách hàng nữa là cho em hỏi là cái phong cách mà logo anh muốn theo là gì. Bởi vì có rất nhiều người là khi được học thì có rất nhiều kiểu loại phong cách khác nhau, nên là mọi người vẽ theo kiểu mò á, mà vẽ mò thì thực sự nó rất mất công. Có nghĩa là vẽ mò xong gửi cho cái khách hàng là bảo ok không thích, xong mình lại chọn phong cách khác. Không, mình hỏi luôn, cho em hỏi là cái phong cách mà anh muốn logo theo dạng gì nha. Tiếp theo, logo thì mình giải thích cho khách hàng là có hai dạng. Dạng thứ nhất là dạng hình, chỉ có hình thôi. Dạng thứ hai là dạng chữ nha. Thì thường thường là chúng ta sẽ cách điệu một chữ, hai chữ trong cái cụm từ đó để làm ra cái tín hiệu nhận diện. Và phần thứ hai là cái logo của chúng ta phải có đặc điểm riêng. Đặc điểm riêng là ví dụ tôi tên là Khánh chẳng hạn thì tôi cách điệu chữ K, đúng không ạ? Tôi cách điệu chữ K ra cái ví dụ như là về cái thủy hải sản thì chẳng có ông nào tự nhiên lại đi lấy cái chữ K ở đó làm gì cả, trong khi ông tên là Hạnh, đúng không ạ? Bởi vì làm sao, tôi đã có đặc điểm riêng của tôi rồi. Và các bạn nhớ một điều, trong logo thì các phông chữ phải được convert, có nghĩa là khi convert thì cái tín hiệu mà để chúng ta đi bảo đi đăng ký về bản quyền ấy thì nó sẽ dễ hơn. Và tất nhiên là logo thì khi đăng ký thì bạn có thể đăng ký được, nhưng đăng ký nó chia hai loại. Loại thứ nhất là đăng ký logo, bản quyền của logo, và loại thứ hai là đăng ký nhãn hiệu và bao bì nhãn mác thì lại khác nhá. Bởi vì bao bì nhãn mác thì nó khó hơn cấp độ logo nhiều. Logo nó có thể thuộc về bạn nhưng nhãn hiệu chưa chắc. Và trước khi mà người ta đăng ký đấy thì người ta phải check ở trên cái phiên bản là logo chúng ta chữ có trùng không, rồi phông chữ có trùng thằng khác không. Nếu trùng thằng khác nó không cho làm, hình trùng với thằng khác nó cũng không cho làm. Và tất nhiên là chúng ta, người ta sẽ tư vấn cho mình cách đúng nghĩa để chúng ta bảo vệ cái thương hiệu của chúng ta. Bởi vì một ngày nào đó mà em làm rất nhiều năm rồi, em rất là tốn tiền rồi, tự nhiên đùng cái mình không đăng ký được bản quyền. Cái nhãn sản nhãn hiệu thì nó chỉ tồn tại trong một vài năm thôi. Ví dụ cái bao bì nhãn mác như thế này chẳng hạn, một vài năm sau nó hết hạn rồi, thằng khác có thể nhái lại mà ông này cũng không làm gì được. Hết hạn rồi bạn phải đăng ký lại. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên là cái hàng giả, thực ra ở Việt Nam của mình thì bây giờ là cái phần cái đấy nó vẫn chưa được xem mạnh lắm, nhưng ở bên nước ngoài thì các bạn dùng hình ảnh nó kiện trên, dùng ảnh không có bản quyền nó kiện luôn nha. Ok, thì để muốn vào cái đấy thì hôm nay thầy sẽ đưa về một cái chủ đề cho các bạn, đó là chúng ta làm về bất động sản. Hôm nay thầy sẽ làm với một cái chủ đề tên là logo về kim ngân. Anh mới sinh năm 1967, được gọi là mệnh thủy. Ok, thì để muốn bắt đầu từ cái đấy thì chúng ta sẽ chọn nó có một cái. Sau cái bài này thì chúng ta nhớ một điều rằng chúng ta hãy chọn cho thầy một cái logo về tên của chúng ta. Chúng ta tập dượt này. Và chúng ta muốn hướng đến cái chủ đề gì. Ví dụ như tôi tên là Minh chẳng hạn, tôi muốn làm về giày da. Và yêu cầu tiêu chí là phải có tên là ví dụ như là giày Minh. Logo phải có đặc điểm chung và đặc điểm riêng, màu sắc liên quan đến ngành nghề và màu sắc liên quan đến độ tuổi. Và bắt đầu chúng ta làm. Là các bạn nhìn này, hôm nay chúng ta sẽ vào chủ đề đó, tên là kim ngân, nên là chúng ta sẽ đánh một cái chữ như sau. Kim ngân theo cái tiếng của bình thường của chúng ta chính là tiền. Chính là tiền. Sinh năm 1967, chúng ta sẽ đưa ra các chủ đề như sau. 1967, đây được gọi là mệnh thủy, các bạn nhớ nhá. Và khi mà chúng ta làm về mệnh thủy thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải chọn cho nó một vài cái màu như sau. Thứ nhất là màu đen, màu thứ hai là màu vàng, và màu thứ ba của chúng ta sẽ chọn đó là màu xanh. Đây ạ. Đây là ba cái màu mà chúng ta sẽ phải đi theo nó, bởi vì là màu đen tượng trưng cho mệnh thủy rồi, màu xanh nam đậm này tượng cho anh thủy, màu trắng thì thầy cho đưa vào đây thì các bạn không nhìn được, đó là tượng trưng cho hành kim, kim sinh thủy, vàng hành kim thì kim sinh ra thủy. Các bạn hiểu cái này chưa? Đầu tiên mình phải chọn màu nhá.
Có nghĩa là trong quy trình khi mà các bạn làm cho khách hàng thì các bạn phải tư vấn là anh ơi, vậy thì anh rất là hợp với những cái màu như sau. Thứ nhất là màu của anh kim. Kim thì màu vàng và trắng. À, mệnh của anh thì là mệnh của màu màu đen, màu xanh lam đậm. Đấy là mệnh của anh thủy. Ok, tốt. Đã xong. Tiếp theo, chúng ta sẽ lấy hình tượng. Các bạn nhớ nhá, hình tượng trong thiết kế logo như thầy đã nói cho các bạn sơ bộ rồi. Hình tròn. Các bạn nhìn hình tròn chưa? Hình tròn tượng trưng cho hành kim. Sau đó mà để muốn tại vì là do là cái thương hiệu của chúng ta tên là Kim Ngân nên tôi sẽ vẽ một cái đồng tiền. Các bạn biết cái đồng tiền hồi xưa mà các cô thì chú bác chúng ta hay xin đài không ạ? Đó, ok, vậy thì chúng ta sẽ lấy, bởi vì đây là trời, trời thì tròn, vuông sẽ là đất, âm và dương thì đó là tạo ra giá trị về hòa hợp giữa âm dương, người ta gọi là thiên thời điện lợi với nhân hòa. Có nghĩa là khi mà thiết kế logo đấy, bạn phải đưa ra cho chúng ta rất nhiều tiêu chí để làm ra một cái logo đúng nghĩa nha. Chứ còn nhiều lúc là chúng ta bảo là ô cái này nó mỹ thuật này, cái này nó tiêu chí nó gọi là hoành tráng này, nhưng mà nói thật cho bạn biết là làm ra có hoành tráng bằng giờ nhưng công ty người ta không phát triển, công ty người ta không không ăn lên làm ra thì người ta cũng vứt cái này vào sọt rác luôn. Các bạn nhớ nhá, nên đây chỉ là một giá trị đóng góp vào giá trị tổng quan toàn bộ về logo của ta thôi. Tất nhiên khi làm nhận diện thương hiệu thì người ta sẽ làm có chương trình về cả marketing này, rồi làm về tín hiệu nhận diện ra sao, rồi quảng cáo là sao, các kiểu nó có nhiều chương trình lắm. Nhưng tóm lại, tại sao các bạn cứ thấy rằng là tất cả những người mà đi làm về thương hiệu ấy, tất cả những ông giám đốc ở Việt Nam, tại sao cứ đến ngày lễ ngày Tết chúng ta phải đi lễ? Bởi vì người ta có một cái truyền thống văn hóa, đó là thâm căn cố đế, là chúng ta có tín ngưỡng, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Và tôi thật cho bạn biết tại sao trên bàn người ta lại phải xuất hiện nhiều cái đồ vật thế. Ví dụ quả cầu thủy tinh này, ở góc nhà hay có sáo này, thậm chí là ở trước cửa, tại sao lại có một cái giấy màu vàng xong có chữ màu đỏ này, để gọi là gì, để chấn, đúng không ạ? Thì các bạn nhớ một điều, tại sao phải đưa cái đấy để trông nó bừa bộn ra? Không, nó mang giá trị tín ngưỡng. Và cái tín ngưỡng đấy không phải là không có cơ sở đâu nhá, bởi vì giá trị đấy là gọi là liên quan phong thủy. Và phong thủy thì nó có giá trị là thực tế. Ví dụ các bạn sẽ thấy là gió vào nhà, các bạn có thấy là gió vào nhà phải đi qua cửa không? Và tại sao người ta phải đặt một cái gọi là cái gương bát quái không? Các bạn có nhìn thấy gương bát quái không? À, cái gương bát quái làm chuẩn xác thì người ta sẽ có những cái giá trị sau. Nó làm từ nitrat bạc, hổ phách. Có nghĩa là cái gương ấy nếu mà chuẩn thì nó phải làm từ cái đấy. Bởi vì là các bạn có thấy là nitrat bạc thì nó sẽ tránh gió, nên là chúng ta hay đeo cái vòng bạc đấy em. Đấy nha, đấy là theo nguyên tắc khoa học nhưng chứ không phải theo qua loa đâu. Còn nếu mà muốn mà cho nó chuẩn xác hơn nữa thì người ta sẽ mang cái gương bát quái đi lên chùa mở mắt thần ra, người ta gọi là khai quang. Khai quang cái đó để làm gì? Để nó bắt đầu nó mang một tín ngưỡng là vừa là khoa học nhưng vừa có giá trị về gì tâm linh trong đó, chứ không thể qua loa được. Sau đó bắt đầu mới đặt được vào trong cái trước cửa của chúng ta, nên là gió đi vào nhà thường thường là sẽ được những cái gió độc ấy chúng ta sẽ chắn lại đó. Đấy là một nguyên tắc nhá. Rồi tiếp theo này, nhìn này. Vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại với giá trị là thầy sẽ dùng cái hình biểu tượng là hình tròn liên quan đến sinh năm 1967 được họ hành thủy. Thì cái này là của mệnh kim thì thầy sẽ vẽ một cái đồng tiền cho các bạn. Lúc này thì chúng ta sẽ vẽ cái đồng tiền như bình thường thôi. Chúng ta sẽ đẩy cái này lên trên. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Và lúc này thì thầy sẽ chọn một cái màu có thể đặt vào vị trí này, chọn vào giữa nhau. Đây là cái đồng tiền ngày xưa và chúng ta chắc chắn cái này phải nuôi vào trong một tí. Sau đó thì chúng ta sẽ vo góc một tí bởi vì cái đồng tiền của chúng ta nó không vuông thành sắc cạnh được, đúng không ạ? Chúng ta chọn một, chúng ta chọn hai và chúng ta sẽ cắt thủng cái phần này đi. Nhưng trước khi cắt thủng thì chúng ta sẽ phải làm một cái thao tác là dùng Shift F7 chúng ta căn chỉnh. Lúc này bị căn chỉnh là căn chỉnh theo cái ô bác, còn căn chỉnh là căn chỉnh đối tượng với nhau thì bạn có thể chọn với nhau. Đó, chúng ta đặt vào đây căn vậy thôi. Và sau đó thì chúng ta sẽ loại trừ phần thừa đi bằng công cụ Shift M. Ấn Shift M sau khi chọn cả hai đối tượng, dùng phím An là loại trừ, tích vào đây cái thì chúng ta đã trừ đi cái này đi. Và bên ngoài chúng ta đã có biểu tượng liên quan đến cái đồng tiền. Thực ra là thầy đang làm rất kỹ cho các bạn để các bạn biết rằng là khi mà đưa một cái logo cho khách hàng ấy, chúng ta làm gì có điều kiện để mà nói chuyện với người ta đâu. Mình phải giải thích là cái này cộng cái này cộng cái này ra cái logo thì người ta bảo có ý, và cái ý này rất tốt đối với chúng tôi nha. Nhiều lúc cứ bảo là cái này mấy cái này toàn ông già bà già mới làm theo kiểu tín ngưỡng này,
Nói thật cho các bạn biết là làm với những sinh năm chín mấy rồi, thầy đã làm với logo cho sinh năm chín mấy mà mình còn chưa nói về màu sắc, người ta đã tuôn ra một tràng: anh ơi, em rất hợp với màu này, em chọn cái này chọn cái kia. Em bảo người ta tín ngưỡng như thế cơ mà, chứ đừng nói là bảo là chúng ta có tuổi rồi chúng ta mới không, không có đâu nha. Ok, sau khi mà tôi đã chọn xong được cái biểu tượng rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chọn vào một cái chữ nữa, đó là chúng ta sẽ đánh một chữ K. À, kim ngân thì chúng ta sẽ bắt đầu từ chữ cái, bởi vì đây nó sẽ tạo ra đặc điểm riêng. Đây là đặc điểm riêng và tất nhiên là chúng ta cũng có thể chọn cho nó một cái phông chữ, ví dụ như là UTM, bởi vì phông chữ mà dành cho cái đội mà về bất động sản, nội thất, kiến trúc thì phông chữ là phải cực kỳ chắc khỏe. Nó chả bao giờ có loại nào mà nội thất mà tự nhiên là chữ cực kỳ mạnh xong rồi hoàn toàn là vặn cả, bởi vì nó phải ra tính chất của ngành nghề, nên là chính như vậy. Và trong nguyên tắc của phông chữ thì chúng ta phải tìm làm sao tìm được một cái phông chữ mà trông nó 3D một tí, nó khối một tí. Ví dụ thầy sẽ chọn một cái phông chữ nó chắc khỏe. Cái câu chuyện này thì chúng ta cũng sẽ mất thời gian, nhưng mà chúng ta sẽ đi lần lượt đúng theo từng tư duy một, và cái tư duy này sau khi mà các bạn gửi cho khách hàng thì người ta sẽ rất ok. Đây cũng là một phông này, cũng khá là khỏe này, thì thầy có thể chọn một cái phông khác để xem nó có tốt hơn không. Làm logo thì nó sẽ thiên về cái chuyện là chúng ta làm về pen chủ yếu thôi, và chúng ta cắt ghép làm sao để làm ra cái sản phẩm thôi. Đây sắp đến rồi, chắc sắp đến đây. Thầy sẽ chọn một cái phông chữ K và chữ G, đây là đặc điểm riêng. Đó, chúng ta sẽ chọn một cái màu. Và tiếp theo nữa thì khi vừa có kim ngân là tiền, phần thứ hai là chúng ta có chữ KG, và tiếp theo một giá trị nữa là tôi sẽ vẽ một cái hình vuông. Cái này thì chắc chắn là khi mà làm bất động sản thì phải có hình ảnh của ngôi nhà rồi, đúng không ạ? Có nhiều người bảo là rồi sao, có nhiều người học về mỹ thuật bảo là tại sao mà không thay đổi quan điểm đi nhỉ, không thay đổi quan điểm, nhưng mà ông có thay đổi được khách hàng của tôi không? Có nhiều ông bảo là phải thay đổi về mới đi, nhưng mà căn bản là khổ quá, khách hàng của tôi nhìn vào nó phải thấy nhà thì nó mới mua, còn không thấy nhà còn lâu nó mới mua. Các bạn hiểu cái này chưa? Có nhiều ông bảo là ui cái này nó phải mới nên nó phải sáng tạo lên. Đúng rồi, cái sự sáng tạo của bạn rất tuyệt vời, tôi có thể sáng tạo được, nhưng nó lại không hợp với khách hàng của tôi. Đấy là chỉ sáng tạo cho ông thôi, còn sáng tạo cho với thị trường thì lại không. Các bạn nhớ một điều rằng cái thứ quan trọng nhất của chúng ta học thiết kế đó là gì? Phải thấu hiểu khách hàng của chúng ta, chứ không phải là cái thứ mà chúng ta tạo ra sự sáng tạo. Có nhiều người hồi xưa tôi đã từng làm một cái bao bì nhãn mác cho một cái gọi là bánh mì Phan hiện đại, giới thiệu em dân marketing. Em làm ở cái này làm cái nọ rất là kinh khủng. Làm ra bảo là em định giá cái này bao tiền? Khoảng 30 mấy nghìn một cái bánh mì. Nhưng mà thua bánh mì Hội An bây giờ xa. Em nhìn thấy bánh mì Hội An chưa? Nó có ăn gà này, còn có cả bánh mì nào bây giờ nó xào cả thịt, xong nó bắt đầu mới cho vào, bắt đầu mới ăn nha. Nó kêu vậy thì thay cho việc để muốn ăn cái bánh mì bạn quá đắt như này. Tôi hỏi bạn, nếu mà đầu ngõ tôi có một quán bánh mì thì chắc chắn tôi sẽ chọn đấy tôi ăn luôn, chứ chả hơi đâu mà tôi ship tận kia về đây, ship về em phải có hệ thống làm nóng. Đúng không? Không là nóng nguội chết ai ăn, đúng không ạ? Chết sạc tiết ra. Nha, các bạn nhìn này, vậy thì có hình ảnh của ngôi nhà. Và cái ngôi nhà này nó mang biểu tượng của việc mà chúng ta đi lên. Ví dụ như là có nhiều người cũng tận dụng cái này để là làm luôn cái phần thiết kế, đó là cái này nó giống hình mũi tên đi lên, tượng trưng cho sự phát triển của công ty. Cái KG này tượng trưng cho tên thương hiệu. Cái này tượng trưng cho giá trị về hình tượng liên quan đến phong thủy. Và thứ hai là tín hiệu, có nghĩa là chúng ta làm này luôn luôn có tiền. Và người ta gọi là trời thì làm sao ạ? Trời thì tròn vuông, vuông là nó đất. Trời tròn vuông đất như này thì nó tạo ra giá trị về âm dương trong thiết kế. Các bạn thấy chưa? Để làm ra một giải thích cho cái việc logo này chúng ta làm rất là kỹ. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi từ cái vấn đề cách điệu. Thì lúc này tôi sẽ chọn bắt đầu là từ hình vuông. Và logo thì chắc chắn là tôi sẽ chọn một cái hình vuông chắc chắn trong đây rồi. Và bắt đầu làm. Các bạn nhìn đấy. Lúc này sau khi làm xong thì tôi sẽ chọn một cái phương án thứ hai. Tôi sẽ chọn vào đây và tôi xoay góc độ này ra. Và tất nhiên cái đối tượng đầu tiên tôi ấn Shift X. Đối tượng này tôi cũng ấn Shift X để thứ nhất là tôi thấy cái nét nó đưa vào. Các bạn sẽ thấy rằng là tôi sẽ đặt vị trí nha.
Sau khi đặt xong thì cũng tương tự như vậy, tôi có thể chọn vào đây là Canton C và Canton F, và chúng ta sẽ đẩy đối tượng này từ trái qua phải với tỷ lệ nó cỡ tầm nha. Bởi vì Novo dành cho cái thiết kế về cái sản phẩm bất động sản thì nó phải đủ độ dày. Sau khi mà tôi đã làm xong được cái biểu tượng này xong thì tôi sẽ chọn vào đây. Tôi sẽ cách điểm ra một tí nữa thì cái chữ của tôi nó sẽ bắt đầu từ những chỗ này. Và các bạn nhớ một điều rằng cái khoảng cách độ dày từ đây cho đến đây, từ đây cho đến đây phải tương đồng với nhau, nên tôi sẽ quét qua tổng quan và tôi đẩy đuôi vào trong một lần nữa. Các bạn có nhìn thấy cái này chưa? Chữ K của chúng ta nó bắt đầu từ như này, chữ này có thể bắt đầu như này, nhưng chúng ta có thể đẩy đuôi cái này ra một tí. Đó, tôi thấy tạm thời nha. Tại sao đây? Bởi vì các bạn có nhìn thấy chỗ này là chữ K không ạ? Vậy thì có nghĩa là nó đã chữ K nằm trong cái phạm vi diện tích này. Có nghĩa là sau này bạn muốn làm một cái triện chẳng hạn thì làm con dấu đấy, nó hình vuông bên trong thì nó rất là dễ, và nó vuông thành giác cạnh và nó đầy đủ tính chất, nó không phải là hình chữ nhật nhá, vuông nhá, nhìn thấy chưa? Những hình vuông, những hình chữ nhật nó mang tính chất chắc chắn, có nghĩa là khi làm về cái gì đó phải chắc chắn. Làm bất động sản mà không chắc chắn thì chết, đúng không? Ok, tiếp theo, cái chữ này nếu mà tôi nối từ đây đến đây, từ đây đến đây và từ đây đến đây thì các bạn có thấy là thành chữ G không? Nhìn này chưa? Ok, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ cầm điểm này, chúng ta sẽ xoay đối tượng này ra và chúng ta xoay dọc như này ra. Là chọn 1, chọn 2 và chúng ta tự tích vào đây và chúng ta sẽ căn xuống dưới thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chỗ này chưa? À, chỗ này hơi dày, chúng ta sẽ thu nhỏ lại một tí nữa. Cái này cũng hơi dày, tôi sẽ thu nhỏ lại một tí nữa. Nhìn này chưa? Rồi tiếp theo, cái này tôi sẽ đẩy cái này đối tượng này sang đây, tôi đã có được cái biểu tượng tiếp theo là cái hình này. Và tiếp theo tôi sẽ chọn một cái hình nữa là từ đây cho nên đây, tôi sẽ kéo đây. Ở đây thì nó sẽ có giá trị cho các bạn nhìn thấy chưa? Và tiếp theo, sau khi mà đã làm xong được cái biểu tượng của chúng ta rồi thì chúng ta có thể chọn 1, chọn 2 và chúng ta sẽ cứ thấy cái chữ G này hơi bị rộng thì mọi người có thể đẩy lui vào trong một tí nữa để cho nó có thể bắt đầu từ đây. Chữ G chúng ta sẽ này, được chưa? Nó bắt đầu làm này. Sau khi mà tôi đã tạo ra một chữ G với một cái hình trong chữ vuông thì bắt đầu tôi sẽ quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng đó. Dùng công cụ Shift M và bắt đầu tự tách. Ví dụ trong trường hợp này tôi sẽ xóa bỏ cái này đi. Nhìn chưa? Bắt đầu tôi sẽ xóa bỏ cái này này, nhìn chưa? Nào xóa bỏ cái này đi. Xóa bỏ cái này đi. Xóa bỏ cái này đi, chữ K đã có, xóa bỏ cái này đi, xóa bỏ cái này đi. Nhìn thấy chữ K chưa? Rồi tiếp theo. Bây giờ từ đây cho đến đây, đến đây đến đây thì nó phải liền mạch nhau nên tôi sẽ kéo này. Đầu tiên tôi sẽ kéo vào đây đã. Nối lại với nhau, 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 được chưa? Nối lại với nhau. Bạn thấy chưa? Và sau khi mình làm xong thì cái chữ này của tôi đã tạm thời tôi bỏ đi. Tiếp theo tôi bỏ đi những cái phần thừa. Cái phần bên trong này tôi sẽ chọn 1, chọn 2. Tôi muốn làm thủng cái phần này. Tôi muốn làm thủng phần này thì tôi sẽ dùng cái chọn 1, chọn 2 nhé, quét qua cả hai này. Giữ phím An, quét qua đây. Thì lúc này tôi đã tạo ra một chữ K và G ở cấp độ số 1. Chúng ta tạm thời đổ một cái màu đen rồi chúng ta kéo xuống. Mọi người nhìn thấy cái chữ K và G được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng đó thì bắt đầu tôi lại cắt vào đây. Tôi cắt cái hình này đi, tôi chọn 1, chọn 2 và tôi bắt đầu cắt bằng công cụ Shift M và tôi cắt tiếp. Để tôi lấy ra chữ này, chữ G và chữ K thì cái đoạn này không có mà, thì tôi nhấn P trừ. Bạn học pen rồi, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm thì nó thẳng tưng, các bạn nhìn không ạ? Rồi tiếp theo, sau khi đã làm xong chúng ta dùng công cụ phím E và chúng ta quét qua điểm này và chúng ta đẩy vào đây. Trong quá trình khi đẩy thì tôi chọn một điểm này, tôi sẽ kéo vào đây để nó tạo sự song song. Cái này song song với cái này. Nhìn không ạ? Thế là chúng ta đã có chữ K và chữ G. Ok, tiếp theo. Sau khi tôi đã có chữ K, G xong thì bắt đầu tôi mới làm một cái thao tác nữa là tôi sẽ đẩy đối tượng này ra, vẽ một cái nét từ đây đến đây. Và cái nét này thì tôi sẽ để nó một cái nét đó là màu đen, tôi sẽ chọn màu đen này. Tôi ấn Shift để cho nó nét màu đen, tôi kéo lên cho bạn xem gì đó. Cái nét màu đen này nó sẽ nằm ở đúng vị trí đây. Các bạn sẽ nhìn thấy cái này. Sau khi đã có đối tượng 1, đối tượng 2, xong rồi tôi dùng cái công cụ như sau. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng là nét, tôi sẽ xóa đi. Chỉ có này thôi, với cái nét này thì bắt đầu tôi sẽ để một cái màu màu sáng đi cho các bạn dễ nhìn này. Nhìn chưa?
và bắt đầu làm một cái thao tác như sau. Tôi chọn đối tượng số 1, tôi chọn đối tượng số 2 và tôi dùng công cụ Shift M để tôi loại trừ phần này đi. Nhìn này chưa? Thế là chữ K và chữ G tôi đã tương đối ổn rồi. Nhìn này. Thế biểu tượng từ đây cho đến đây nếu nó có thể sai thì chúng ta có thể chỉnh lại một tí để có thể cái này đẩy nuôi lên đây một tí này. Các bạn nhìn này. Cái điểm này từ đây đến đây này nó vẫn bị thấp một tí. Tôi sẽ chọn vào đây 1 này. Tôi sẽ chọn vào đây là 2 này. Các bạn sẽ đẩy nuôi lên đây một tí cho tôi. Và sau khi đẩy nuôi xong thì các bạn nhớ một điều rằng cái này nó phải đẩy lên đây một tí nữa. Bởi vì nó sẽ phải tròn trịa. Nó phải song song. Nhìn không ạ? Rồi. Sau khi đã làm xong, bắt đầu tôi đưa tín hiệu của ngôi nhà vào. Các bạn có thể chọn ở đây là một điểm. À, sau đó thì tôi sẽ copy ngôi nhà có cái cửa sổ thì chắc chắn là tôi sẽ chọn vào đây và tôi quét qua, tôi sẽ đẩy vào đây thì tự khắc tôi sẽ tạo ra căn xương giờ. À, chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và chọn vào đây. Các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ đặt vào đây. Và tất nhiên là đặt đúng tâm của cái này đi thẳng xuống thì tôi sẽ vẽ một cái nét để tôi căn chỉnh nó. Nào, D. Nhìn này chưa? Chọn đối tượng 1 giữ Shift, chọn đối tượng 2 là cái nét, tích vào đây một cái để làm đối tượng gốc. Và sau đó để căn chỉnh với đối tượng làm dọc. Thì đối tượng này đã được chính xác ở đây rồi. Tiếp theo chọn 1, chọn 2, tích vào đây để bằng ngang. Và cái đối tượng này chúng ta đã làm xong. Và các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây là một tín hiệu của tôi đưa ra. Nếu cái cửa sổ này bé quá, các bạn hãy chọn cho tôi to lên một tí nữa để cho nó đẹp hơn. Chọn 1, chọn 2 và lại căn vào. Ok. Hơi to, chắc phải nhỏ lại đẹp. Rồi, sau khi tôi đã làm xong được chữ K và chữ G, tôi đã cách điệu xong. Thì bây giờ việc còn lại của chúng ta là gì? Tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng hình bên trong. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ vẽ từ một cái hình vuông. Bởi vì cái này nó là hình vuông mà, nên là chúng ta sẽ chọn vào đây. Các bạn có nhìn thấy không? Đúng là hình vuông luôn. Và sau khi tôi đã chọn hình vuông xong, tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2 và tôi group lại bằng Ctrl G. Chọn 1, chọn 2, tích vào đây một cái nữa làm gốc và căn chỉnh đối tượng đeo trục làm dọc và ngang để cho nó vào đúng giữa nhau. Và lúc này tôi sẽ lấy cái này là chính là một cái nõi của cái chính cái hình này được không ạ? Đặt vào đây được không ạ? Thì các bạn nhìn này. Lúc này tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng hình tròn để lấy từ bên ngoài vào. Và tôi dùng Shift X để cho các bạn biết là đây là cái hình mà tôi sẽ làm ra và cái biểu tượng này tôi phải cho to nó một tí nữa. Các bạn nhìn này chưa? Rồi, bắt đầu làm này. Tôi chọn 1, tôi chọn 2, tôi ấn vào Ctrl G và sau đó tôi căn vào giữa đối tượng hình tròn. Trước đã, tôi đã có một biểu tượng hình tròn. Sau đó bắt đầu thực hiện thao tác như sau là tôi chọn 1, chọn 2 và tách lại. Bây giờ tách ra bắt đầu mình làm. À, đối tượng là hình này của tôi thì tôi sẽ chọn một cái phương thức là tôi chọn vo góc để nó tạo ra cái tín hiệu. Nhìn lên tín hiệu vo góc chưa? Thì cái chữ K và chữ G này cũng phải có tín hiệu vo góc, nhưng ở chỗ này nó chỉ chạm cạnh chỗ này thôi, chạm cạnh chỗ này thì tôi chọn tí me. Tôi cũng chọn tích vào đây một điểm và giữ Shift tôi chọn vào đây một điểm và bắt đầu tôi vo góc này lên một tí. Mọi người nhìn lên vo góc của tôi chưa? Thì nó tạo ra sự đồng điệu giữa cái hình và nét của chúng ta. Và lúc này chúng ta đã xong được cái phần đó là hình bên trong. Tiếp theo tôi chọn 1 và chọn 2. Bắt đầu tôi đục thủng cái này đi để tôi đặt chữ K và G vào cái ngôi nhà tôi là ở trong. Tôi giữ phím Shift M để loại trừ cái phần này đi. Và lúc này thì các bạn yên tâm điều rằng tôi quét qua toàn bộ tôi đã đổ được một cái màu. Mọi người nhìn thấy chưa? Thế là chúng ta đã có biểu tượng của một cái. Tiếp theo bây giờ thì chúng ta sẽ copy cái chữ này xuống như tôi đã nói rồi. Tôi đánh một cái chữ kim ngân. Đánh chữ in hoa nhé. Và sau khi đã có chữ kim ngân xong thì các bạn nhìn này, tôi sẽ đặt vào đây, chọn 1, chọn 2 và lại căn vào giữa của nhau. Và chúng ta sẽ thu nhỏ vào một tí. Ok. Sau đó thì sau cái chữ logo này thì chúng ta sẽ có một cái chữ là an cư và lạc nghiệp. Đây. Chúng ta sẽ an cư lạc nghiệp. Chữ này thì chúng ta sẽ cũng chọn một cái phông chữ nó tương đồng. Ví dụ tôi cũng sẽ chọn một cái màu xanh. Và phần thứ hai này tôi sẽ chọn vào cái UTM. Ví dụ như là chữ Facebook chẳng hạn. Đó.
Và phông chữ này thì tôi đã để một cái màu nó ghi xám để cho các bạn dễ nhìn hơn. Và tôi đặt vào giữa này, đẩy đến đây và đẩy đối tượng này ra ship một tí. À, trong quy trình khi mà các bạn làm cái này thì bạn có thể chọn cho tôi một cái chữ viết thường, ví dụ như nhiều người thì người ta chỉ chọn viết thường, hay tôi chọn vào type và tôi chọn vào đây thì ở đây nó có một cái phông chữ viết thường. Còn nếu mà bạn muốn chữ in hoa thì bạn có thể chọn theo cách như này, hiểu không? Nào, sau khi làm xong tôi sẽ chọn một cái nét, tôi đặt ở vị trí này đúng bằng từ đây đến đây, kéo đây để tạo ra một sự ổn định, y ngắn chỉ thẳng ở đây, civic tôi có cái được cái nét và tôi chọn là giá trị số 2. Tiếp theo tôi cầm đối tượng này, tôi kéo sang đây, tôi đã có đối tượng tiếp theo một số 2 tiếp nữa này, tôi đã có bên này và chỗ này chọn vào căn giữa rồi. Yeah. Thế là chúng ta đã có một cái chữ và lúc này logo chúng ta đã được hoàn thành. À, các bạn nhìn này chưa? Và lúc này tôi sẽ kéo xuống đối tượng và chúng ta sẽ đẩy xuống đây. Và nhớ là logo phải luôn luôn có một khoảng cách. Và toàn bộ tất cả những cái nét này thì bạn phải convert nó đi, bởi vì nó không còn là nét là phải là đối tượng. Nên tôi sẽ chọn vào biểu tượng mà chọn vào effect, tôi sẽ chọn vào biểu tượng này, chọn vào pattern transparency là cách biến nét trở thành hình. Và thứ hai như tôi đã chia sẻ cho các bạn biết là ví dụ như trong chữ thì đôi lúc là chưa chắc người ta đã để một cái biểu tượng là chữ có dấu, thì bạn có thể có những trường hợp như này, mọi người nhìn này chưa? Đó, sau khi đã làm xong chúng ta chọn một cái màu, ok, thì logo đầu tiên mà các bạn đã được làm đó là chính là logo về in ấn. Đây là logo in ấn, hình bên ngoài tượng trưng cho hình kim, bên trong là đất, chữ K và chữ G, cách điệu ngôi nhà để tạo ra tính chất bất động sản của kim ngân. Phần thứ hai, sau khi làm xong cái này thì các bạn vẽ cho tôi một cái khung, vẽ cái khung để cảm giác này, cái này sau này nó sẽ trở thành avatar trên cái page của người ta đấy. Mọi người nhìn thấy cái avatar người ta hay đặt một cái hình vuông trong cái này chưa? Thì chúng ta sẽ làm cái này. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì thầy sẽ chọn vào đây, ấn vào biểu tượng đó là Ctrl G, chọn vào đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và căn vào giữa để cho nó chuẩn chỉnh. Đây là logo đầu tiên của chúng ta. Phiên bản thứ hai này chúng ta sẽ phải copy sang bên phiên bản thứ hai, thì phiên bản này là phiên bản đen trắng, người ta dành cho việc in ấn. In ấn trên những cái giấy như là đơn xin nghỉ này, nghỉ phép này, đơn xin ứng lương này. Đấy thì người ta dùng văn bản giấy tờ hoặc là đơn hợp đồng gì đấy, thì các bạn nhìn này. Thì tôi chọn vào đây, tôi sẽ có một biểu tượng là edit, chúng ta sẽ chọn vào color và chúng ta chọn vào gray scale trở về đen trắng. Nhìn nào ạ? À, tiếp theo phiên bản nữa là các bạn sẽ copy sang bên đây cho tôi, đó là logo cái gì ạ? Màu đen, để màu đen. Và toàn bộ tất cả những logo thì chúng ta sẽ đặt là màu trắng cho nên trên tất cả. Mọi người nhìn thấy chưa? Cái logo này sau khi mà chúng ta xuất ra thì tôi không lấy nền đen nữa, tôi chỉ để mỗi cái hình trắng thôi. Bởi vì lý do là khi người ta chạy quảng cáo Facebook thì một số cái ảnh của chúng ta nó đậm, thì chúng ta phải dùng cái logo trắng đặt lên. Người ta gọi là logo âm bản và logo dương bản, giống như Toyota đặt trên nền trắng thì là màu đỏ, còn đặt trên nền đỏ thì nó lại là màu trắng này. Các bạn hiểu cái logo này chưa? Để nó đặt vào từng trường hợp làm sao cho phù hợp. Ví dụ những ảnh chạy quảng cáo Facebook này các bạn cũng thấy là cảnh nếu nó đậm thì phát ngay nó dùng cái logo màu mờ không ạ? Nhìn cái logo màu mờ. Và khi xuất ra thì thầy không để cái này là dạng gì? Màu đen thôi nhá. Có nghĩa là đây chỉ là logo để định nghĩa là chỗ này sẽ là thục và logo này sẽ màu trắng, còn logo sẽ là màu đen. Màu đen thì ví dụ các bạn có những cái ảnh ấy, cái ảnh của các bạn mà nó lại thiên về sáng quá thì mình sẽ đặt logo và nó hợp lý. Tiếp theo, sau khi làm xong tôi sẽ chọn một cái logo nữa, đó là logo gì à? Chúng ta sẽ copy vào đây. Và logo này chính là logo bằng đồng, nên là các bạn sẽ chọn vào cho tôi. Ok, và logo bằng đồng thì chắc chắn là các bạn sẽ phải làm trên một phiên bản đó là gradient, nên tôi sẽ chọn vào gradient. Và gradient này thì như buổi trước chúng ta đã được học rồi, tôi tích vào đây một điểm, tôi sẽ chọn một cái logo màu xanh đậm. À, các bạn sẽ thấy là tôi sẽ chọn màu xanh đậm, rất là đậm. Tiếp theo tôi sẽ tích nút vào đây và tôi sẽ chọn một cái màu xanh nhạt hơn. Và tất nhiên tôi sẽ chọn một cái biểu tượng gradient theo kiểu hình như này. Và sau khi làm xong thì tôi sẽ cho toàn bộ tất cả xuống dưới. Logo này thì tôi tạm thời tôi để một cái màu, đó là màu gì á, màu vàng cho các bạn nhá. Nhìn thấy chưa? Logo này là logo bằng đồng để người ta làm phân chương huy hiệu hoặc làm bảng biển. Nên nhưng nó chỉ phát huy trên nền đậm là tốt nhất. Nhá, các bạn nhìn này.
Thứ này sau đó thì sẽ ấn vào Ctrl cửa sổ E. Chúng ta chọn vào ổ D. Chúng ta chọn vào phần tìm ra một cái gradient như hôm trước thầy đã chia sẻ cho các bạn nào. Chúng ta sẽ chọn vào giảm cân. Trong gần đây thì thầy đã có một cái phiên bản, đó là phiên bản là thầy đã download ở trên mạng về, đó là cái biểu tượng về vàng gold. Các bạn lên trên mạng các bạn cũng download được chữ kiểu vàng gold như này. Sau đó thì bạn sẽ chọn vào vector là tự khắc nó sẽ đến, thì chọn về thôi, tích nút vào. Sau khi tích nút vào xong thì chúng ta sẽ chọn một cái thương hiệu của chúng ta này, tôi chọn vào đây. Muốn đồng sáng thì chọn vào đây, đồng vừa vừa thì chọn vào đây. Bạn có thể chọn vào đây Ctrl C. Sau khi làm xong Ctrl C xong thì tôi sẽ ấn vào đây là Ctrl V và tôi paste vào đây. Thì nguyên tắc các bạn nhìn này, ở đây nó là thủng rồi. Ở chuột phải chọn vào ungroup thì bắt đầu nhìn này, cái này là riêng này, cái này là riêng này, cái này là riêng gì, riêng phần chữ các bạn nhìn này. Tôi sẽ chọn vào đây một cái, tôi chọn vào đây một cái, tôi sẽ ấn y ngắn để chỉ vào đây phát tự khắc tôi lấy được cái màu đồng của đối tượng. Và cái màu đồng này thì các bạn nhìn này, chọn 1 chọn 2 và dùng phím G và kéo từ trên xuống dưới thì các bạn sẽ thấy là tôi đã lấy được cái màu đồng của gradient. Nhìn không ạ? Tiếp theo, cái chữ này mà muốn bằng vàng đồng thì phải đập vỡ nó ra, nhưng mà nhiều lúc người ta bảo là em ơi sửa lại cho anh cái chữ thì chắc chắn là đập rồi thì làm sao mà sửa lại nữa. Nhìn nhá, vậy thì người ta mới sinh ra cái trò như sau, là tôi sẽ kéo toàn bộ tất cả những cái gradient này vào trong một cái graphic style. Nhìn nhá, cầm này kéo vào đây, tự khắc nó mang biểu tượng của graphic style thì lúc này chữ của chúng ta được quyền đổ gradient. Bình thường không đổ được đâu nhá, ví dụ như bạn nhìn này, chọn y ngắn chỉ sang đây nó đâu có nhận đâu. Nhìn nhá, chỉ qua cái graphic style này mới nhận thôi nhá, nhìn chưa? Rồi, bắt đầu tự kéo như bình thường, như đối tượng bình thường, nhưng vẫn có thể thay được tên bình thường. Sau đó tôi sẽ chọn 1, chọn 2 và chọn 3. Chọn 3 cái này tôi lại chọn vào đây thì tự khắc tôi có được biểu tượng. Nhìn này không ạ? Tôi đã có chữ kim ngân. Và tiếp theo tôi xóa cái này đi. Cái biểu tượng background này tôi sẽ cần phải điều chỉnh lại bởi vì nó hơi tối, tôi sẽ thích nút vào đây. Không chọn màu xanh đậm này nữa mà chọn hơi thiên ghi nhỉ, thì nó sẽ dễ đẹp hơn. Nhìn nhận nó trầm hơn. Tiếp tục này. Sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng nó, tôi copy cái này ra. Nguyên tắc thì để muốn làm logo mà cho nó bắt mắt thì chúng ta phải làm cho nó có một ít bóng. Và cái bóng này thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl Shift O và cho tôi trở thành màu đen. Cái nét này các bạn cũng trở thành màu đen luôn. Tôi xem cái này có phải là nét không? Đối tượng thường mà tách ra thôi. Ok, màu đen. Rồi, sau khi đã có màu đen xong thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thao tác này. Tôi ấn vào Ctrl G. Bắt đầu tôi copy này. Copy này 2. Tôi để chênh nhau ít thôi. Cái đối tượng ở dưới thì tôi để là opacity bằng 0. Là không có nhìn thấy. Và bây giờ tôi thực hiện chuyển độ là từ đen sang đến màu đen, nhưng mà ở dạng không độ nên nó sẽ chuyển từ đen này đến ghi này đến trắng dần này bằng lệnh Object. Chọn vào lệnh Blend và chọn vào Ctrl Alt B. Các bạn nhìn thấy nó chuyển độ thành một độ chưa? Để muốn chuyển nhiều độ tôi lại chọn vào Object, tôi chọn vào Blend và tôi chọn vào Blend Option. Thì đây, ở đây nó có số lượng cho các bạn. Tôi tăng giá trị này lên. Các bạn sẽ thấy là nó chuyển độ này. Lúc này nguyên tắc của bóng mà các bạn dùng Multi qua cái Photoshop như chúng ta đã làm rồi, nó có phải làm đậm màu không? Nhìn chưa? Nhìn này, đối tượng này dùng hòa trộn làm đậm màu Multi giống như Photoshop mà chúng ta đã làm. Sau đó chúng ta đặt một đối tượng này vào dưới cái đối tượng của logo, cho xuống dưới, chọn bóng, chọn nền, cho xuống dưới tất cả bằng Ctrl Shift hoặc vuông bên tay trái. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái bóng đổ thôi, nhìn thấy chữ kim ngân nó rõ hơn chưa? Nó phải có cái bóng này thì chữ này mới lên được. Rồi tiếp theo, cái chữ kim ngân này tôi muốn tạo ra một cái viền cho nó đẹp hơn, tôi ấn vào Ctrl C, Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F mà copy lên trên, nhìn thấy chưa? Và tôi ấn Shift X là đảo ngược. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái viền tôi rất là lớn, tôi sẽ chọn vào giá trị là 0.25 hoặc là 0.25 như này, cái viền này. Những cái viền này gradient của tôi bị rõ á. Đấy, cùng đồng thời giống như cái bên ngoài. Nên chính vậy tôi chỉnh cái gradient đi bằng cái này, tôi đánh được 0 độ. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi có viền chưa? Chữ kim ngân tôi có viền không ạ? Cũng tương tự như vậy. Tôi sẽ chọn vào cái logo và tôi cũng tương tự như vậy, tôi ấn vào Ctrl C, Ctrl F và tôi lại ấn vào Shift X.
tôi có một cái viền, và cái viền này tôi cũng đánh về giá trị là 0 độ để nó thay đổi, và nước ngoài tôi chọn là 0.25. Mọi người nhìn thấy cái viền này chưa? Và cái nhân bên trong tôi cũng ấn vào Ctrl C, Ctrl F, ấn vào Shift X. Tôi sẽ chọn vào giá trị 0.25 và lại thay đổi bằng 0 độ. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là cái logo của tôi chưa? Nó mới tạo ra cái bề dày khi mà ánh sáng chiếu vào. Tiếp theo, cái logo bảo là thế, nhưng mà cái hình này em muốn nó sáng một độ này, nhìn như hình này chưa? Muốn sáng độ, tôi ấn vào cả cái này, cái này. Mà thế em muốn là cái này nó phải sáng độ. Ok, Ctrl G, nhìn này. Ctrl C, Ctrl F. Chúng ta phải học một cái biểu tượng là đã học về hòa thuận làm sáng ảnh chưa? Cái này từ Photoshop nha, không phải là từ Illustrator. Nhìn này, ấn vào đây. Và tất nhiên tôi giảm độ này rơi tầm khoảng 68% thôi. Hoặc là các bạn có thể chọn là 50%. Nhìn thấy chưa? Lúc này các bạn sẽ thấy là tôi có một cái vàng đồng nhưng nó sáng hơn so với bình thường. Ok, thì vừa rồi thì thầy đã trình bày cho các bạn xem một cái sản phẩm liên quan đến logo. Bắt đầu chốt lại này, nhìn này, sinh năm 1967 Bình Thủy này. Màu của đối tượng này. Thứ hai, hình tượng tôi chọn đó là hình tượng đồng tiền liên quan đến kim ngân. Và thứ ba, đặc điểm chung, đặc điểm riêng đó chính là KG. Tôi cách điệu chữ kim ngân ra, là cái biểu tượng của ngôi nhà, ra biểu tượng con triện, ra biểu tượng của logo có hình ngôi nhà. Đây là hình biểu tượng chung này. Là tiếp tục sau đó thì xuống thì chúng ta sẽ làm ra logo chính là ý tấn, logo âm bản và dương bản, để chúng ta có thể làm logo PNG để chúng ta chèn vào những cái ảnh để chúng ta có thể chạy được quảng cáo, gọi là bản quyền ấy. Và tiếp theo logo trên gì ạ? Biển đồng. Có nghĩa là logo 3D, logo biển đồng, biển hộp, huân chương huy hiệu người ta dùng này. Các bạn có thấy công ty người ta hay có huân huy hiệu không ạ? Đó. Thì bây giờ như này nhá, với cái bài tập như này thì các bạn sẽ phải thiết kế một cái logo liên quan đến tuổi của các bạn, liên quan tên của các bạn, và bạn chọn một ngành nghề. Tại vì ai thiết kế đầu tiên cũng sẽ bị xấu, nhưng mà chúng ta phải làm quen từ bây giờ đến năm sau, vì năm sau đến lúc chúng ta sẽ học về đúng chuyên ngành của logo thì nó sẽ phải đi sâu hơn, đi kỹ hơn, và nó sẽ có những cái phương pháp để chúng ta cách điệu thêm nữa. Nhưng bây giờ thầy muốn cho các bạn làm quen với một phiên bản là làm logo. Nhưng về một ngành nghề thì phải hỏi người ta cái gì này, làm cái gì này, phong cách người ta ra sao, bắt đầu mới làm được. Một cái logo này các bạn nhớ một điều rằng nó có rất nhiều thể loại giá khác nhau. Nguyên tắc điều làm là đầu tiên là nguyên tắc thiết kế logo là từ vẽ tay này, sau bắt đầu đồ lại này, đồ lại rồi sau bắt đầu mới lên màu này, lên hình ảnh này nha. Giá trị nó cao hơn rất nhiều so với cái banner, tôi thể cho bạn biết. Và khi mà bạn đã làm được cái giấy phép đầu tiên rồi thì người ta tin bạn rồi thì chị ơi sau khi đã có logo thì chị làm thêm một cái bìa fanpage thì nó sẽ đồng bộ hơn. Chị ơi, chị làm nhận diện thêm thương hiệu bộ văn phòng đấy thì có phải cả bạn đều làm được không ạ? Bởi vì cái nguyên tắc là chúng ta đã có tờ giấy thông hành đầu tiên và người ta tin mình đầu tiên rồi thì mình làm phần con thứ hai, chính xác chưa? Và cái này càng nhiều nên thì sau này chúng ta sẽ lấy giá khác nhau. Có những logo trên thị trường có những người lấy 200.000, trời ơi khủng khiếp. Có những người lấy 600.000 cũng được, có những người lấy 1 triệu, có những người lấy 2 triệu, có người lấy 3 triệu, nhưng có những người lấy vài trăm triệu. Vài trăm triệu là nó phải là logo của ngân hàng. Và cái bản mà người ta giải trình cho một cái logo nó không phải dày tầm này mà nó phải dày tầm này. Đủ các nguyên bản đặt trên các loại chất liệu khác nhau, xong rồi ý tưởng rồi cả bài tập về cái triết lý của nó trong cái logo đó. Nó nhiều thứ lắm, thông số không chứ cả thứ hả. Thì khi mà làm cho các công ty thì nhưng nguyên tắc này đều làm giống nhau, bắt đầu từ vẽ chì đến đồ bằng hình xong lên phiên bản màu, giống nhau hết. Có những người thì khi người ta làm logo thì người ta sẽ phải có ý tưởng, nếu không ý tưởng thì các bạn sẽ không làm được và chúng ta sẽ không đi đến cái cảm nhận được của khách hàng được. Ok, thì đây chính là một cái phiên bản này các bạn nhìn thấy ạ. Và khi logo chúng ta có thể thu nhỏ lại thì các bạn vẫn nhìn thấy cái chữ KG của thầy, nhìn thấy không ạ? Có nghĩa là thu nhỏ bằng 1 cm thì vẫn phải nhìn được hình, nhìn không? Nên logo chúng ta không được thiết kế rườm rà, phải cố gắng làm sao đơn giản nhất nha. Bởi vì các bạn có thấy một cái tem nhãn dán trên cái máy tính của chúng ta không? Bé tí con này. Vậy thì chúng ta vẫn thể nhìn được cái logo của chúng ta được. Đây. Vậy thì đây chính là phiên bản mà logo của chúng ta đã làm xong. Ok, bây giờ các bạn hãy chọn cho tôi một chủ đề về mà các bạn thích. Sau đó thì các bạn sẽ lên phương án, các bạn có thể vào trên Pinterest search logo về chủ đề, và tất nhiên là phải theo cái tiếng Anh. Đầu tiên search nhé, nguyên tắc search này. Đầu tiên chúng ta tìm là logo theo ngành nghề. Ví dụ logo về thời trang thì chúng ta sẽ logo thời trang nhưng bằng tiếng Anh.
tìm ra tất cả những đặc điểm gọi là đặc điểm chung. Sau đó tiếp theo là logo chữ cái, ví dụ tôi tên là Khánh thì tôi sẽ đưa là logo chữ K, được chưa? Tìm tất cả những chữ K về để xem nhà tất cả họa sĩ nước ngoài người ta vẽ về cách hiểu chữ K là sao. Sau đó bắt đầu là logo, là logo chữ K cộng với ngành nghề bằng tiếng Anh, bạn sẽ tìm ra cách đặc điểm của nó. Ví dụ có những người tên là Anh, Hoàng Anh chẳng hạn, nhưng mà bây giờ các bạn có nhìn thấy cách hiểu chữ A không ạ? Vậy chữ A có giống chữ V không? Nếu chúng ta tìm chữ A không ra, chúng ta đi search logo chữ V cho tôi, bởi vì thực ra chữ A và chữ V nó chỉ là lộn ngược nhau thôi. Nếu bạn tìm thấy sự cách điệu nó sẽ khác hoàn toàn nha. Ok, và tất nhiên là nó phải áp dụng cả ngành nghề vào. Ngành nghề của chúng ta làm bất động sản thì chúng ta sẽ làm cứng, chắc, khỏe, vuông, thành, sắc, hạnh. Còn nếu mà các bạn làm về thời trang thì bắt đầu nó sẽ hoàn toàn là vằn, trông nó mềm mại hơn, đúng không? Ok, bắt đầu chúng ta làm thôi.